sợ tôi đói bụng phải không? Phải không? Trời ơi, đem chi mà nhiều quá vậy? Cô ơi, cô Út ơi, cô mâm mâm với tôi cho vui nha. Ừ. À, cô nói là cô ăn rồi phải không? Vậy tôi ăn mình nha. Từ từ. Trời ơi, cô nuốt nhiều quá đang nấu nói. Từ từ, được rồi. Trời ơi, để nó xuống từ từ đã. Trời ơi, bữa nay được cô Út đút vô ăn nữa. Phải tôi nằm mơ hôm nay biết nữa. Thôi tôi no rồi, thôi mình ngồi đây nói chuyện đi nha. Út ơi, Út biết không, mỗi lần mà Út đem cô ra cho tôi ăn á, tôi ngồi gần Út á, tôi run quá à. Út nghe không, tôi nói mỗi lần mà Út đem cơm qua cho tôi ăn á, tôi run quá à. Tôi nói tôi run quá à. Tôi nói tôi run quá à. Ý quên nữa. Câm mà còn điếc nữa, nói sao nghe. Vậy Út ơi, để tôi ra dấu cho Út, Út hiểu liền à. Tôi nói á, Út á, mỗi lần mà đem cơm cho tôi mâm mâm mà tôi ngồi gần Út vậy nè, cái tự nhiên tay chân của tôi rung. Hiểu à, hiểu cái cười liền. Út ơi, bây giờ tôi nói Út nghe nha. Út à, Út biết không, tôi ấy bị tật nguyền nè. Còn Út á vừa câm mà nói không được à, mà điếc à, không có nghe được nữa nè. Nhưng mà Út thì dịu hiền xinh đẹp, nếu mà hai đứa mình á mà cái kết tình á, hiểu không? Thì hay biết mấy phải không? Út tôi muốn nói rằng tôi đây thương cô. Tôi thương cô Út nết na hiền lành, thương đã từ lâu nhưng còn ngại ngùng. Tôi sợ mình nghèo nó chẳng thành câu. Út muốn nói gì? Út ơi, Út à, nếu cô Út không chê tôi nghèo thì nuôi mình cách nghĩa đâm na. Út ơi, tôi nói vậy Út hiểu không? Nếu mà Út không chê tôi tật nguyền nè, nghèo khổ á, hai đứa mình kết tình chồng vợ được không? Hả? Sao Út khóc vậy? À, thôi tôi hiểu rồi. Đi nói rằng cô vừa điếc vừa câm, tuổi thân bạc số duyên phần bỏ bèo. Cô Út đừng lo duyên tình phù phàng nè, tôi thề càng già yêu Út nhiều hơn. Út chịu không? Thương nhiều lắm á. cười là sao? À, Út, Út ơi, ý cô Út cô ưng tôi rồi. Thì bây giờ tôi được phép ôm cô. Gì vậy? Tôi xin lỗi Út nha. Hả? À, Út không tin tôi, bắt tôi thề phải không? Được rồi, vậy thì Út ơi, quỳ xuống đây nghe tôi thề nè. Thề minh chứng tấm lòng tôi thắng ngay, nói vàng thánh thần dặn bé tai. Thề anh yêu em thủy chung sắc son một lòng, giật đôi sao vợ hiền phải không? Út nói là Út sẽ thành một người dâu thảo nữa nè. Tôi hiểu rồi, ý Út nói nếu mà Út một lòng hai dạ với tôi á thì ông trời á đánh Út một cái ôm ơi. Anh tin em rồi. Kìa, cô ba ơi, cô ba cho tôi xin lỗi. Dạ mèo, tôi đã yêu cô Đào khi quen mi, ngôn ngữ ân tình bằng dấu đôi tay, buộc mối tơ duyên nguyện đến bạc đầu, quỳ giữa đất trời, minh chứng thành đôi, sắc cầm bền duyên mãi trước, chắc dám trèo cao, bởi đời định phận sang hèn. Thương xót đau đớn hồng nhan cay đắng, mảnh đời tật nguyền, đừng để đau thương. Bây giờ toàn tính lẽ nào cô hay cô biết, đời mây miệng mình được với ai đấy. nguyện cho trọn một kiếp qua, dấu tơ những ngày qua nguyện tình xa nhà. Người đưa đến men yêu nồng nàn say đắm quá, nếu chẳng trọn lòng sống qua lá sẽ rơi. sông lấp lây yêu quạnh lại ông lại bà cho lão xin chén cơm ăn đỡ dạ. Tuổi già không con không cháu, xin làm phước cứu người tuổi tác. Kìa ông ơi, ông có sao không vậy? Ông à, ông à, ông có nghe cháu gọi không? Ông ơi, ông. Đôi quá, lão đôi quá, cho lão xin miếng nước. Ông khác à, ông đợi cháu một chút nha. Ông ơi ông, nước nè ông uống đi. Còn có cơm nữa nè, ông ăn đi, ăn cho đỡ đói. Lão nhìn cậu không mấy gì kha giá. Cơm này cho lão rồi cậu sẽ ra sao? Có gì đâu, cơm này của cháu dùng buổi chiều, cháu nhường lại cho ông, cháu nhịn đói một bữa, đâu có sao. Ông ăn đi ông. Cảm ơn cậu. Ông ăn từ từ đó. Cột đẹp qua với tấm lòng nhân hậu, đang được sự thưởng ban có khỏi tật nguyền. Ông à, ông. Ông lão đâu rồi? Ông ơi, ông đâu rồi? Ông à. Ta chốn nơi coi trời ngọc đế, dân ý trướng xuống nơi trần gian. Để ta cứ lòng gia vàng cơ hàng, bằng lòng thấy con hăng ngay nhân từ. lòng tao ơi cha em vui mừng khi nhìn thân anh khác xưa trọn đời chung mưa tình đầu bên em. Phải cho anh dùng biết mới được. Không đâu ơi, anh hết tật nguyên rồi. Sao mày vô đây được anh? Trời đất ơi, con nít con nô đi chỗ khác chơi. Lẹ đi. Anh không nhận ra em sao? Mày là ai? Em là thằng mèo nè. Thôi đừng có xạo nội. Trời, mèo làm gì mà đẹp trai dữ à? Trời, em quên nữa. Em nói cho anh biết, em bây giờ không còn tật nguyền nữa nè. Em đi cho anh coi nha. Thấy chưa? Đúng thật thì là thằng mèo. Anh Dũng, thằng Dũng ơi, mừng quá, con ơi, con ơi. Lại đi. Tật nguyền, anh người đẹp trai thôi. Anh Đào ơi, anh là mèo nè, em có nhận ra anh không? Sao mày được vậy? Nói tao nghe coi. Anh biết tại sao không? Em qua gian khổ nên trong lòng thiền xuôi có đại liền người ban cho em bước duyên ngâm nhiên trong tật nguyền tán lẻ hỡi anh hai mừng em cưới liền cô Đào. Ôi vui quá xa vui là vui, mày trở nên đẹp trai hay quá ta. Tao thấy tao còn mê á nghe. Từ nay thỏa nguyện ly cô Đào làm vợ. Ơi, câm mà cũng nhiều chuyện. Anh chuột ơi, sao tự nhiên Đau buồn vậy? Không biết, chắc là tin vui của mày truyền qua cổ hay sao. Cổ khóc. Không phải đâu, chắc là Đau có tâm sự gì nè. Để em qua em hỏi cổ nha. Nè mèo ơi, hay là cổ giận tao á? Không phải đâu Đào à, anh bây giờ đã hết bị tật nguyền rồi. Đáng lẽ em phải mừng, phải vui. Chứ tại sao em lại khóc vậy? Bộ em không thương anh hả? Thôi, em hiểu rồi anh Duộc à. Sao vậy? Nàng bà Phân không mày, cuộc đời chua cay trót thân mang nắng tay bên nhau ước thầy trông thấy cô đang vui lòng em hạnh phúc duyên lứa đôi quyền hương cam tật nguyện không màng gì rồi giờ này tiền cho mình em quá cơn tật sợ rằng duyên không chung tình nên có buồn tuổi thân trời chẳng thương cho nàng e lỡ nhớ trăm năm em biết tâm chung tình suốt đời. là ai? Hồng Đào. Dẹp. Cái con út này mà được diễn viên xin cưới hả? Cô hai, hồi nãy cô hai nói là thuận lòng, không có từ chối mà. Em ơi, đừng lẻo mép, không bằng lòng. Chị hai, chị ba. Chị hai à, chính em cũng chứng kiến chị thốt lời quan hỷ mà, và thuận tình ký hứa mối lương duyên. Chị hai à, em của mình đã tốt số về ngư quyền, sao trong phút chốc sầu riêng đưa đến vậy? Tao hớn hở vui mừng á, là vì tao tưởng diện miêu cầu hôn em trước kìa, sao lại nghịch đời đứa út lại trèo cao. Chị hai à, nhưng mà diện miêu yêu tha thiết Hồng Đào, mình là chị, mình đừng đưa vào nghịch cảnh mà chị hai. Chị ơi. Bà Tư, con của bà đã trở thành người tuấn tú và phải lòng cô em út của tôi. Được, muốn cầu hôn cho đôi lứa chung đôi. Ý bà nghĩ thế nào, mau nói rõ. Dạ thưa cô hai, nó đã lớn muốn yên bề gia thất, nhìn cô út cũng chân thật hiền hòa. Nếu cô hai thương cho hai đứa một nhà thì ân sâu nguyện khách khi vào nhà. Được, ba cũng đồng ý. Vậy thì hãy nghe tôi nói. 3 hôm nữa sẽ cử hành hôn lễ. Ngọc Diện Miêu sẽ là em rể của chúng tôi. Cho rồi, cho rồi. Hoàng, mời bà dân quà tặng đến cô dâu, phải đầy đủ những gì tôi đòi hỏi, phải đủ đầy gấm lụa tử xuyên, kiếm tóc trái đàn vàng rộng phân ngõ, kiểu cưới sức dâu cần tóc đàn vàng. Tôi tớ hai hàng tiền hô hậu ủng, trong giặc nhà trời chào đón tân nương. Trang phục cô dâu thì kim cương mã não, tích lọc chân châu gắn bảo nổi đầu. Đời chết nay sống mai mới hồi cô hai ơi. ai đừng có làm quá chết xuống dưới Diêm Vương cắt lỡ. Ê, cái thằng này, trời đất ơi, tao không muốn nói nhiều với mày, mày lên giọng hỗn mày giải đợi tao hả mày? Nói mày biết trước nha, nếu mà không có Ngọc Diễm Kiêu thì mày không sống nổi đâu mà mày. Bà Tư, về nhà mà lo sính lễ rước dâu đi. Chào chị hai. Chị hai, bà con ơi, mẹ đành bớt lớp trong nỗi buồn của con trẻ, nhưng biết làm sao. chờ xin kiêu chia tay, lòng quyến luyến vui vui mong ngày sau tương phụng nắm tay nỗi vui qua. trong ấy đón chờ. Anh ra đi trơn dập đường xa quang tái, xin em ở quê nhà lo phụng thờ từ thân son chiều. Quyên trang vui bởi chi một lời em ghi khắc lòng, mẹ cha em lo thế chồng nơi kinh đô bộn thềm rộng. Cuối thôn xa mờ quốc, trong tim hình bóng của quê nhà, mái tranh xưa có mẹ già hiện về lòng trống trinh, biết ra đi ngày nay đời qua sao mẫu thân của bề nào đón đầu. Đừng lưu luyến có mong chật trời đồng hành. Bà nên nghĩ anh đi neo dời chân, ta tư nhau chung phút ngày đêm vui quang ca. Nhất quyết khôi nguyện câu về tay, rằng mặc cho tông môn áo gắn xe lòng tàn, đón rước tinh quang vui hồi quy. Trang gửi theo bước cha tạch nga, dần thương đau phút dây lâm hành tiếng chàng. Lời vàng đã mất trao ân tình mặn nồng, nàng ơi hãy đợi đến khi ta trung lai. Phu Lan, tạm biệt, tạm biệt Phu Lan. Rồi thì có thể thứ tha. Dạ nhân. Dạ. Sao cho ta báo? Hãy giết Hồng Đào, phi tàn sát, rồi về đây bạc vàng bà ban thưởng. Nhớ đi nha. Phen này chúng bay khó thoát khỏi tay ta. Cô hai ơi, cô hai ơi, trăm lại cô hai, ngàn lại cô hai. Cậu Miêu và cô Út đã thành chồng vợ. Cậu Miêu đã lên đường ứng thí chốn kinh đô. Dầu sao cũng tình nghĩa chị em mà. Cô hai à, cô bớt giận, đừng có gieo sầu cho cô Út nghe cô hai. Người nói sao? Ngọc Diện Miêu đã đi thi rồi à? May mắn quá. Hả? Cô hai, cô nói gì may mắn hả cô hai? Chuột. Dạ. Người ở trong nhà của ta từ thuở còn thơ bé, ta xem em như ruột thịt của gia đình. Có chuyện này ta muốn nhờ, mong đó hãy tận tình. Ta sẽ trọng đãi em và cho em nhiều tiền bạc. Phận em là hàng tôi tớ, cô được quyền say bảo, chứ có gì đâu mà trao đổi đáp đền. Chúa dạ. Ta giao cho ngươi thiên này cần giữ kính, ra tay vì ta giết chết hay đem giữ chung, để hận lòng ta máu mũi quay, để cùng càng sẽ tiếp trăm năm vì người ta đỡ tâm làm ngơ. Cô hãy đừng xui tôi làm điều gì gian ác, tuy tôi nghèo nhưng nghĩa nhân lương tri lòng tri, người nào làm cô hãy căm gan, dàn dòng này ta trao cho ngươi hãy ra tay giết ngài Hồng Đào. Trời ơi, quả thật là miệng mà cướm lòng tàn nhẫn vô song, chỉ vì chuyện tông tâm đồng phối nghĩa, gieo nợ máu tan thương không sợ đời mai mía, bia miệng sẽ cười chê vì mê ai đoạn thân tình. Tôi là kẻ gia hồ làm thừa tình, mà còn phải một kinh khi nghe lời gian ác, không chỉ kẻ vô tình mang bạc bởi tỷ. Cô hay phải đo lường hậu quả thế, muốn hại muôn mạng người trăm đường đành khốn hận. Cố tôi tình chỉ hồng nhan bạc phần, dần dần nghĩ tình nhau cần tương ngôi chân thành. Chúa, nghe ta nói nè. Dạ. Kết thúc chuyện ta và ngươi trao đổi chỉ có hai điều. Một là ngươi phải giết Hồng Đào, sau khi tròn sứ mạng sẽ được nhận sự thưởng ban. Dạ, dạ không, tôi không có dám làm cái chuyện gian ác vậy đâu. Không dám làm à? Dạ. Được. Thu tiêu nó cho ta. Anh là người thứ trọn vẹn niềm tin, hãy vì tôi chăm sóc tận tình. Mẹ và vợ đứa gia đình không trăn trở. Trời ơi, lời quỷ thác của cậu Diện Miêu, bà và cô Út. Sao? Dạ khoan đã. Dạ tôi chấp thuận. Đã thấu hiểu lời cô dạy bảo, kẻ đi cần thiên bảo tương lai. Chuột này tình nguyện ra tay, diệt liệt cô nhận ngay bát vàng. Tốt lắm, tốt lắm. Gia nhân. Dạ. Hắn ra ngay, trao cho nó cây đao. Nè, hai đứa bay theo dõi nó, nếu có ý bích mình, chúng bay được quyền hành động. Xin tuân lệnh. Tất cả hãy thi hành. Cô Út ơi, chạy nhanh lên đi, để không còn kịp nữa. Lẹ lên đi cô Út. Anh chuột à, tôi mệt quá à. Anh chuột, hôm nay tôi thấy anh có nhiều điều kỳ lạ quá à. Tại sao anh phục vụ cho hai tên gia nhân mê mệt, rồi đưa tôi đến nơi này với gói hành trang? Nếu như không bày tỏ rõ ràng, tôi nhất định cùng anh không gặp mặt á. Thôi được rồi, tôi sẽ giải tỏa những gì cô thắc mắc. Đã hiểu rõ rồi thì cô phải mau lập tức lên đường, nghe chưa? Nếu ở đây thì sẽ vướng tai ương. Vì Hồng xử sai tôi lập tức giết cô. Giết tôi và đi ban cho mọi người không biết. Hai tên gia nhân canh chừng trao thiết, Hồng Khánh và Hồng Đào cùng một mẹ sinh ra, Hồng Sơn kẻ lạ xa là con riêng bà Kế. Tôi hiểu rõ trước sau bởi mẹ tôi đã kể, chúng tôi ở đợt ba đời vì thế mới thương đi. Trời ơi, sự thật là như vậy à? Dạ. Mẹ cha ơi, hồn linh thiên hải độ trì cho con trẻ. Trên bước đường cô lẽ một thân. Anh chuột ơi. Dạ. Đối với tôi, anh là đại ân nhân. Xin nhận cho một lại thâm ân ghi dự. Ê, cô Út ơi, cô Út đừng có làm như vậy. Ngay bây giờ cô phải mau kiếp thẳng sông, tìm đến chốn kinh kỳ để gặp mặt chồng với nỗi lòng tâm sự. Chuyện ở nhà để tôi lo cho. Thương nhi đứa mới cất bước phong trần gió sương, thắm cô tay ương vô chi hiền chẳng thương tình. Ngọc Diên yêu ơi, anh em lìa chung gia đình, đương ta ly khâm thiết mong trời cao giúp cho tương phùng. Đi mau để tránh thoát quân tham tàn giá màn, bởi quá yêu thương nên xem thường nghĩa thâm tình. Mong cậu cô thoát nguyện cho vợ chồng khói chia đàn. Ngày sau tay lai tròn thề trúc mai ta nhau ôi xót đau. Cô ơi, đi lẹ lên đi. Dạ, cảm ơn anh chuột. Tôi đi. Cô đi mạnh giỏi nghe. Anh chuột, anh chuột ơi. Dạ. Hồng Đào đâu mất dạng, em tìm không thấy nè. Anh làm sao vậy? À, anh chuột à. Dạ. Linh tính dường như có chuyện chẳng lành. Anh phải nói rõ ngọn ngành cho tôi biết. Có chuyện gì phải không anh? Cô Hồng Đào đã sao? Đã chết rồi. Cô ba tỉnh lại đi cô ba. Hồng Đào. Cô ba. Tại sao em tôi lại chết? Cô không chết đó nè. Là vì bị người ta giết hại. Ai đã giết chết em tôi? Ai? Tôi giết nè. Anh đã giết em tôi à? Không. Anh chuột, tôi có nghe lầm không? Anh có mê sảng không? Anh có mê sảng không khi mà anh thốt ra câu nói đó hả anh chuột? Không, tôi không mê sảng đâu, mà là tôi nói thật. Lưỡi dao này đã thấm máu của cô Đào. Trời ơi, chuyện rõ ra tôi rất nghẹn ngào, thương tâm để thấm đau, bởi mình là giả nô. Trời ơi, quán thù gì mà lại giết em tôi, để tôi buồn cay đắng bờ môi. Người bán định tôi phải lời, người đó là Mây bay lất lất hồn ta, nguyên giao ngát ngàn qua. nước Sở Bang mênh mông trù phú, dân mạnh nước giàu êm ấm nhàn ca. An sang hà ta săn bắn chốn rừng già, để giải muộn bao ngày qua nơi cung thăm. Nhưng có một điều em không chịu lòng lắm, muốn tâm tình cởi mở với Vương huynh. Ta từ lâu trọn hiếu ân, anh lo lắng cho triều đình, mà tại sao lại quên hẳn bản thân mình? Chưa nghĩ điều ước thề bao sinh, xen lứa thân tình thề nguyện sắp đinh, có lý đâu vô lẽ một mình. Em gái của ta hôm nay sau bài duyên, lưu ý tâm tư ân tình thế nguyện. Chưa có trang nghe đài vừa mắt với hoàng huynh, thì chuyện hôn nhân không thể nên. Tài năng chẳng bao nhiêu một cung đình, làm lệ chuyện thế do mình chọn kiếm. Thiếu gì hồng nhan nguyệt hẹn qua nhường, anh vui quyên hương càng thường sẽ kết. Phượng dương bỏ bên trầm kha, làm sao anh đâu rồi? Thôi bỏ qua chuyện này thắc mắc không nên, cho mệnh đang chờ ta lắm cung tên. Đi em. Dạ. Thôi đi, đẹp xấu cái nỗi gì, cái việc cứu người là quan trọng nhất. Đưa coi cho anh. Dạ, đây nè. Nè, cô ơi, cô tỉnh lại đi cô ơi. Nó tỉnh lại cô ơi. Đây là đâu? Tôi sống hay đã chết? Cô à, đây là địa phận của sở bang. Sở bang? Vì sao cô lại ngất giữa rừng quang? Nếu không khéo sẽ làm mồi cho ác thú đó. Dường như các vị đã cứu sống tôi. Phải, anh em tôi nhàn rỗi đi săn, gặp cô ngất xỉu bất ngờ nên tận tình giải cứu. Xin cảm ơn. Cô tên gì? Ở đâu? Dạ, tôi tên là Hồng Đào, quê ở Nguyên Bang. Cô là người nước Nguyên à? Dạ. Nhưng tại sao? Tại sao mà cô lại lưu lạc đến nơi này? Hả? Tôi tìm kiếm một người thân đang đến triều đình ân thi. Thân mơ đầu khát nước đôi cương, phần chẳng thông đường lui sương hương, nên dương với tay tướng đâu bố thay bên đường. Cũng mới mang con nhờ hai người cứu cho bình an, tâm khắc ghi ân vàng một lại này đắc ta người ơn. Đừng nặng lòng không hề chi đâu, chẳng mong ta tình cầu xin cô dân an khang, giúp nhau thế gian chuyện đừng lo lường chỉ thêm tiền thôi. Tiếc sao tiếng cô quy hồi vì sở đạo nước Nguyên còn xa. Hoàng tử Vĩnh Xuân, em gái tôi là Vĩnh Liên công chúa. Chúng tôi là con của hoàng đế Sở Bang. Dạ dạ, bởi không tưởng tội lỗi đa mang, cậu tha thứ ngu dân nào hiểu biết. À kìa cô, bất tri bất tội, cô còn yếu lắm chứ vội một quỳ. Theo tôi nghĩ, tìm người thân không phải chỉ một ngày. Hãy theo tôi dẫn bước về nơi cung nội, chờ sức khỏe phục hồi, rồi tách dặm tìm người thân nơi cố thổ đợi trong. Em tôi nói đúng đó cô. Đa tạ ơn hoàng tử với công nương, nhưng tôi e ngại không phải người bổn xứ, chẳng thông hiểu lễ nghi ngôi thứ, sẽ giao phiền cho công chúa với đông cung. Cô yên dạ, chúng tôi sẽ dành thiện cảm, sẽ giúp cô nơi hoàng cung nghỉ tạm, cùng với em tôi bầu bạn giải khuây. Nếu đi ngay e có chuyện chẳng may, đời con gái sẽ thảm tai không cứu kịp. Nguyên Bang cùng Sở Quốc chẳng tương tranh lấn xâm biên thủy. Cô dân già chớ lo hãy theo về điều chúng tôi ngõ đời. Nơi hoàng cung ta tên ta duyên tí mùi sống không theo trò. Ta ơn của ngài với công nương xót thương, xin nhận lời. an khang quý thể. Vậy còn Hồng Đào và hai chị ra sao? Chắc tất cả những an khang quý thể hả anh? Có chuyện gì mà anh lại khóc vậy? Cái chuyện nó xảy ra vài vòng rồi. Nói anh đi có xảy đâu. Đứng đi hoài mỏi. Đưa chuột về Vinh đi rồi cái chuột kể đầu đuôi cớ xử cho mèo nghe ha. Chuyện gì mà anh tỏ vẻ lo toan? Thôi được. Quân à, mau đưa ta và anh chuột trở về Vinh Nội. để viếng thăm mẹ già cùng hiền nội Hồng Đạo, cùng nhị vị tỷ nương trong tình cảm rạc rào. Xin chị cho em gặp Hồng Đào yêu quý. Hồng Đào hả? Diệt Miêu ơi, trời không chịu lòng người chung thủy. Em tuổi thọ bệnh căn phục chồng đã ly trần, quả xót thương cho cô mãn phận. Nhưng thiên công định, làm sao dám cãi. Vợ tôi chết ối tán điền thương hại, vậy chẳng hay mổ phận hiền phụ nơi đâu. Trước lúc lâm chung để lại tan sầu, em tôi có đôi lời nhắn gửi: thiêu hài cốt thả trôi sông theo dòng dịu dợi, để hồn linh tìm chồng nơi chốn kinh đô. Vậy còn chị ba, chị ba sao chẳng hay dám. Trời ơi Hồng Khanh, Hồng Khanh còn thương xót hơn nhiều. Trước cái chết của Hồng Đào, chua xót biết bao nhiêu. Nó xúc động tâm thần điên loạn, đập phá lung tung không thể nào ngăn cản, nên tôi bị nhốt vào củi sắt mới được ăn. Miêu, Miêu ơi đừng đi thiết buồn than, mà hãy để cho thời gian bôi xóa đau thương. Không còn một nhớ một người đã ra đi, xem như phải chia ly. Không mong gì gặp gỡ, hãy hân hoan có kẻ đã yêu chàng. Tội gian ghê lòng con người, cũng vậy vì những tình đã làm cho lưu tri mờ tối, nghĩa nhân thả trôi theo dòng đời. Người nói gì thiếp đây chẳng hiểu đâu, nghĩa nhân cũng luôn ghi nhớ niềm thương phụ nữ đã chờ. Sao hận hờ không được không thương, để cô liêu năm tháng riêng mang túi phận danh hồng. Diệt Miêu ơi nên hiểu, quá sức đang đợi thơ đồng. Nghe đây bao đời ai ấm ai nàng, còn muốn phi tan để biết khâu em mình lại còn những mặt tỏ tình loạn. Ôi thật là xấu hổ phần. Miêu, Miêu nói gì mà tôi không hiểu vậy? Cô phải hiểu vì những chuyện cô đã làm. Đã hại em mình không chút xót thương, vì thiên lương mờ tối. Hồng Khanh à, chuyện này không phải chị đâu, mà là thằng chuột. Đúng rồi, nó bày mưu nó giết Hồng Đạo phi tài sản của em à. Tôi biết mà, tôi biết thế nào cô cũng chối cãi mà, cho nên tôi đã bắt được hai gia nhân nó về để đối chất với cô nè. Mày đâu? Nói vô! Cô hai ơi, cứu chúng em, cô hai ơi! Thằng chuột đánh em đau quá, em khai hết rồi cô hai ơi! Trời ơi, cái thằng khốn nạn này, tại sao mày dám nói với tao là mày giết nó rồi hả? Trời ơi! Thế nào chị hai? Chị nghĩ ra sao khi sự thật đã phơi bày? Miêu Khanh Chuột gì đã? Hồng đường gây hỏi mới được. Trời ơi, chết tôi rồi. Dạ xin lỗi, ngài. Trời ơi, đẹp trai hết biết luôn á. Ôi trời đất ơi, nhìn dốc dáng như Phan An, Tống Ngọc đã từ lâu dám mãi đợi chờ. Nhưng thôi đi, trách quá công sao quá muộn màng, vì bên cạnh chàng đã có dắt theo bà vợ tròn như hột. Dạ thưa ngài, đây đâu phải là vợ của tôi, mà đây là chị ba của tôi đó. Chị ba hả? Dạ chị. Thiệt không? Dạ thiệt mà. Như vậy là dám còn có chút xíu hy vọng. Nè chàng đẹp trai ơi, đừng la lớn nha, la lớn làm dám sợ. Dạ xin lỗi quan nội giám, tại vì em tôi nó ái mộ Hoa Đào đó, cho nên vừa nghe tên nó mới rạc rào cảm xúc. Ái mộ Hoa Đào hả? Vậy mà nãy giờ người ta tưởng đâu là ái mộ cái nhan sắc thiên kiều bá mị của người ta chứ. Dạ có chứ, dạ có. Tôi có ái mộ ngài lắm đó chứ, cho nên tôi mới hoan hỷ dữ vậy đó. Ái mộ mà hoan hỷ dữ vậy đó hả? Dạ bởi vì ái quá là thành ra mới hỷ đó. Thôi đừng có giỡn nữa. Nghe em hỏi nè nha, 3 ngày nữa là ngày qua đăng lễ hội. Chàng ơi, dạ có rảnh không? Nếu có rảnh thì hãy cùng em vào chốn hoàng cung mà thưởng thức các cuộc vui nơi ngự quyển đi. Hoàng cung ngự quyển? Vậy chứ chẳng hay ở ngự quyển có Hoa Đào không vậy? Hoa đào hoài à. Có Hoa Nội Giám này được không? Xin lỗi, gặp trai đẹp đừng hung dữ. Chàng ơi, không có Hoa Đào mà có bà Hồng Đào. Bà Hồng Đào còn đẹp hơn Hoa Đào nữa đó. Dạ xin hỏi thái giám, nhưng mà cô Hồng Đào đó có làm chức gì ở trong cung vậy thái giám? Có làm chức gì đâu. Nè, tôi nói cho nghe nha, không phải tôi nhiều chuyện đâu nha. Tôi thấy sao nói vậy á, chứ đừng nói tôi nhiều chuyện rồi nha. Nè, có một bữa kia trời quang mây tạnh, ông hoàng tử và bà công chúa rảnh rỗi mới lên ngựa đi săn bắn. Bỗng gặp bà Hồng Đào ngất xỉu với chân đồi, cho nên ông hoàng tử mới dìu bà lên ngựa rồi đưa về chốn hoàng cung. Rồi ngày qua ngày ông hoàng tử mới đem lòng yêu ai. Trời, tại sao lại yêu ái ông Đào? Tại sao vậy? Xỉu nữa. Trời, nội giám à. Ngài tỉnh lại đi ngài ơi. Nội giám ơi, nội giám. Ngài tỉnh lại đi. Nội giám à, ngài thông cảm giùm cho, lâu lâu em tôi nó lên cơn một lần như vậy đó. Dạ. Lên cơn lâu một lần hả? Đừng có lên cơn hoài chết em mà nha. Dạ, tôi xin lỗi ngài. Em nói tới đâu rồi? Dạ, nội giám nói tới hoàng tử tỏ lòng yêu ái đó. Thì phải rồi, ông hoàng tử yêu bà Hồng Đào, chứ bà Hồng Đào nào yêu ông hoàng tử. Bà nói bà đi tìm chồng cho nên mới bị ngất xỉu đó. Trời, đúng rồi chị ba ơi, Hồng Đào rồi chị ba ơi. Cái gì Hồng Đào? Dạ, nội giám thông cảm, tại vì nó khùng, nó hay nói nhảm như vậy đó. Cái gì khùng? Trời ơi, đẹp trai mà khùng uổng vậy. Dạ ông nội giám ơi, ông hãy giúp cho tôi, hãy đưa chúng tôi vào tận cung rồng xem lễ hoa đăng một lần cho biết, để rõ ràng đào đổi cùng nhau, chúng mình đã cùng kết bạn giao nhau. Nội giám đừng từ chối lời xin, dạ thật thà cung kính niềm tin. Chuyện vào cung có khó khăn gì, nhưng ông nội của tôi sẽ xuống âm ti. Dạ nội giám ơi, tôi sẽ cam đoan mà, vào tận hoàng cung nó sẽ không cùng. Xin nội giám thương tình mà giúp cho quyết chẳng quên nâng. Ngài hãy nhìn kìa, nó nghiêm trang lễ độ, khép nét đứng hầu tình. Cuộc này vô duyên ai đâu chọc ghẹo, mình nói lẽ này lẽ nọ. Thôi, nói người ta như vậy à, quân sĩ. Ở kìa, nội giám. Ngài định đi đâu vậy? Chứ ở đây làm gì người ta chê mình rồi. Tôi đâu có chê gì ngài đâu. Thì mới nói người ta lé đó. À, ngài hiểu lầm ý của tôi rồi. Không phải tôi nói ngài lé đâu. Ý của tôi muốn nói á, là đôi mắt của ngài á, như là một đôi chim én gì đó. Gì hả? Mà đôi chim én của người ta có đôi có cặp. Còn đằng này con đậu con bay. Thì cũng là lé thôi. Thôi nói cho vui nha. Dám đi nha, hẹn ngài tái ngộ. Khoan đã ngài ơi. Nội giám à, nội giám đi đâu vậy? Vừa rồi tôi có nghe ngài nói là hoàng cung mở hội, có cần múa hát lắm phải không? Thì đúng rồi, kiếm người múa hát giúp vui đó. Nếu như vậy á, thì ngài không cần phải đi kiếm ở đâu cả. Vì chị em của chúng tôi á, là những người múa hát giúp vui nè. Biết không đó? Biết sao không biết. Chúng tôi là những người múa hát rất là hay. Chúng tôi có một đoạn hát rất là tuyệt vời, tình nguyện giúp vui cho công nương và hoàng tử đó. Vậy phải không? Nhưng nghe hỏi nè, đừng có lên cơn bất tử nha. Không có nữa đâu. Quân bay đâu? Hồi cung. Vào nơi cung cấm, sao chẳng vui cười cho tôi ngắm dung nhan. Nét diễm kiều thùy mỹ đoan trang, làm ngây ngất hoàng tử nơi sở quốc. Dạ kính thưa hoàng tử, tôi không thể nào vui được khi niềm thương đã mất. Sống u hoài, chất ngất, dọn sầu dân. Biết bao giờ tương ngộ khi người thân, để hàng gắn lại vết thương lòng đang rỉ máu. Học đạo một năm đã trôi qua khi nàng về nương nào. Ta cảm thấy xuyên sao như vào cõi non bông tối lòng. rằng tôi đây thương cô, tôi thương cô nết đã hiền lành, thương đã từ lâu nhưng còn ngại ngùng. Tôi sợ mình nghèo không nói thành câu. Nếu cô Út không chê tôi nghèo thì đôi mình kết nghĩa trăm lần. Rằng cô vừa điếc vừa câm, tuổi thân bạc số duyên phần một bên. Cô Út đừng lo duyên tình phụ vàng, tôi thề càng già yêu Út nhiều hơn. Cô kia, ai kêu tôi đó? Ủa, nói chuyện được rồi đó hả? Dạ, hoàng tử cho gọi em. À, nghe ta hỏi nè, nàng tên gì vậy hả? Dạ, em tên là... Tên gì? Dạ, em tên là cô ba Bầu Bông. Ba Bầu Bông? Wow, cái tên gì mà nghe ngộn quá à. Còn cái anh này nè, anh này có cái hàm sâu sao giống con mèo quá à. Đúng rồi, giống con mèo. Dạ, em tên là Tư Bí Bột. Tư Bí Bột, còn bên kia là Ba Bầu Bông. À, hay Nè, Tư Bí Bột và Ba Bầu Bông, hai người múa và hát hay lắm. Được rồi, ta sẽ tuyển hai khanh vào cùng để làm hề cho ta giải đi khi những nỗi buồn thích chi. Nếu là người tri kỷ dễ thương thì ta sẽ thưởng ban cắm lụa bạc vàng, rồi những khi ta mệt mỏi thì buông màng và quả thật đắp bóp cho ta. Ý trời ơi, chết em, tại sao lại bài chuyện ngập chắc phen này ruột thắt lòng đau. Tại sao giờ hoàng tử mà gan ruột hết sao? Dạ, tại vì em nhớ nhà trong dạ nó nao nao, thỉnh thoảng đọc cho phép hùng đau đến tận cung vàng để thắt dây quay. Được, bỏ nhiêu phần em thì này xinh lắm, cho phép công đưa vào cung thần. Đêm từng đêm thì ngủ với em, xem như em thì chung lòng. Trời ơi, tôi có học dòng cũng không có dám động công nương, hay tìm người khác vào mà. Hay là để cô ta cho tôi làm bạn, để khi đêm tàn có bàn đọc tâm. Dạ, ở cô đây á, sẽ chẳng sai nhà làm ru đi ấm thầm càng tốt không xa. Vậy thì hay lắm, em nhất định tôi không nhường hồng đào. Hoàng huynh chim nào phân xử ra sao? Thôi được rồi, tất cả hãy nghe ta nói đây. Kể từ ngày hôm nay, ta sẽ làm bạn thân cùng Tư Bí Bột. Trời ơi, chết tôi rồi. Hồng Đào đang nhớ chồng thì cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi. Dạ thưa hoàng tử. Riêng ba bầu bông dứt khoát thuận lời, cùng với công chúa nơi hoàng cung cho có bạn. Hay quá. Triền bãi hội qua đăng. Không được. nữa. Ý em muốn nói bể là gì nè, chân tay em thì thô thiển cọc cằn, em sợ vào trong ngủ với công chúa đó. Rồi tay em quơ qua quơ lại, lỡ đụng vào ngọc ngà châu báu của công chúa, nó bể hết. Có phải là đổ nợ? Ba Bầu Bông, em nói toàn là cái gì đâu không à. Thôi hãy vào ngủ đi em. Trời ơi chết em rồi, em nói không được mà. Ông ấy, công chúa vào ngủ trước đi, lát nữa em vào ngủ sau. Không được, ngủ một lượt chứ không có ngủ trước ngủ sau gì hết á. Ngủ một lượt hả? Ừ. Bèn này hết cứu rồi. Hãy subscribe xa đình trường ngọc nhiên miêu ông dân tình phù pha dù ngọc nát vàng ta chưa nhìn một mối chung tình lời của ban tình lớn chết nơi suối vàng mang theo cơn sông gió vừa qua tình phương loan mới về đau công nương ơi tao khát chung đôi ngoài sân chia tình điều lòng sắc son bao lần héo hon sao đau từng ly là Hồng Khanh, chị của Hồng Đào. Chị Ba đâu sao? Chị Ba! Nè, Tư Bí Bột, hãy uống với ta đi nè. Dạ, uống thêm tí nữa nghe nè. Uống đi. Rượu ngon quá. Sáng trăng sáng, soi trần gian, rượu hồng hoàng, uống ta uống cho thật say. Buồn ngày mai cùng ta vui đêm nay, tử phụng kết giao. Tri âm hoàng cung đêm nay qua đang sáng ngàn sao sáng muôn màu. Uống với ta nè, tôi biết bầu vô nè. Ngon không? Mới biết thấm đất trời quay mặt bừng bừng, để tôi chiếu xin chơi chân lời tạ thư hồng quang sải men lần lần theo dạo ngất ngây tuổi tôi, dù chọn đêm nay trăng sáng ngàn sao cũng không mà. Thôi kìa, có gì đâu không mà. Ta mời Tư Bí Bột uống rượu với ta là quý lắm rồi. Dạ, uống mà từ từ. Đi đâu mất tiêu rồi trời. Ở kìa. Lại đây. Tư Bí Bột, hãy uống cho mà. Sẵn. Đối ảo cùng với ta, đã chung ước giao thì mong đừng có lãng sao. Ta không vừa lòng Bí Bột cái hàm râu lúc lắc liên hồi trông thật khó xử. Trẻ cạo liền làm tết. Cái râu các cháu gây phiền. Dạ chúng ta từ đi. Đi đâu? Để cạo cái hàm râu. Con kìa, hãy yên lòng ở lại lòng lâu, chúng ta cùng an nghỉ với nhau. Rạng sáng mai cạo râu trắng của người ta. Trời ơi, làm cái gì mà gấp đi ngay. Cái bàn tay giống đàn bà, thêm chân mày dòng nguyên thật đáng. Để cho tôi rời khỏi nơi đây, rồi hôm sau sẽ đến lại hậu. Chứ giữ làm chi khổ lòng lắm. Có miệng mà tướng chẳng thành câu, mọi chuyện đều tại cái ẩm râu à. Từ nãy giờ nói chuyện đâu đâu, nếu cãi lời khó gặp mặt nhau. Cần nhanh tay đấm bóp buông màn ta, cùng an nghỉ ở cùng lo. Râu cá chớp sẽ tan quang rơi rụng. Cái gì? Tư Bí Bột? Dạ. Lấm bấm gì đó. Vào nghỉ đi, sáng mai cạo râu cũng được. Hoàng tử, em không thể nào vào ngủ được á hoàng tử. Tại sao không được? Dạ. Ai cấm? Dạ em cấm. Cái gì? Dạ. Tư Bí Bột dám cấm ta. Dạ không phải em cấm em. Sao cấm? Dạ vì em ngủ em xấu đó lắm. Xấu lắm à? Em lăn qua, em lộn lại, em đá luôn trùng. Trời. Dạ xin lỗi. Dạ sợ làm phiền đông cung, coi không có được. Trời ơi, không sao đâu. Đã làm bạn tâm giao với nhau rồi thì dù cho Khanh có đá ta lọt giường ta cũng không chấp nên. Nè, thôi đừng để ta chờ đợi lâu, mau vào ngủ gấp đi hỡi anh chàng. Cá chốt đi. Đi ngủ. Đi. Ủa gì kỳ vậy trời? Râu giả. Bí Bột. Dạ. Bỏ cái tay xuống. Tao kêu bỏ xuống. Kêu bể rồi. Đứng lại. Trời ơi. Nè hoàng cung đang im nàng gây tai tiếng, tiếng sóng gian xa loan thuyền hoàng tử trong cung sở ban. Nào ngờ đâu tình ban thân, một đêm khuya ghé nam nhi thành trang má phấn. Sở ban luật hình sẽ không dung tội nan khi quân gió đau quang. Phải tôi là gái giả trai vào tận chung kim giai để tìm lại người em quyết thông lộ tông tích tội tình không thể sống vì lạnh chân tội trạng giữa cung vàng. Hồng đào nơi cũng chưa lỡ duyên tháng thương công nương, lòng sầu buồn tư lương, hỡi khanh thế nào cho hồn ước thành. Vô duyên đành mà anh ơi gian tâm, đừng nên bắt ép mối tình tràn nguyên dư dình hèn thế mũi đầu tròn thèm. Tâm kia nhưng không thấy phụ nàng, thà lìa xa dương gian nơi chính sông tương đàn. Chúng tôi khổ đau trong chuyện chờ ngày trùng phùng tơ duyên, lý đâu nỡ vì cao sang lối thề. Thôn xưa gặp nhau riêng tôi người cầm Diện Miêu có chung hiệp hay không? Diện Miêu. Dạ. Nếu như công chúa đã bằng lòng, hiền thê đẹp dạ tơ hồng và thần thật sao? Thần xin vâng lệnh. Vậy à? Như vậy là khanh đã bằng lòng rồi phải không? Như vậy là có cặp có đôi hết trơn rồi phải không? Như vậy là còn riêng Vĩnh Xuân này thì cô lẽ giữa chiều thu, nào ai nghĩ trao lời ước thề. Dạ xin hãy nghe ý tôi phần bài. Ý khanh sao nói đi. Hai người đã nói